Mới đi chơi về hả con? Dạ, mà con đói quá mẹ. Có gì ăn không mẹ? Mẹ không nấu phần con, nên con tự kiếm đồ ăn đi. Hả? Sao lại không nấu phần con? Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có gì gì vậy ba? Con đi chơi cả ngày, cũng không thèm xin phép hay là báo cho ba mẹ biết. Cho nên mẹ lo chứ sao? Trời ơi, thì ra là vậy, tưởng chuyện gì. Con đi chơi thì con vui, nhưng con đâu có biết ba mẹ ở nhà lo cho con như thế nào đâu. Con ở nhà một bữa chơi thôi, chứ có đi đâu đâu mà lo. Hồi nhỏ ba cũng như con, cũng làm cho bà nội lo đó. Khi ba hiểu ra thì ba không tái phạm nữa. Con nên tự suy nghĩ lại đi. Dạ. Mình đâu có sai đâu ta. Không biết hồi đó ba như thế nào ha. Chắc vì bà nội không cho ăn như mình quá. Muốn biết thì xem thôi. Ê, cái người biết nói. Ừ, muốn coi ba ngươi mà. Đây là ba ngươi lúc nhỏ đây. Ồ, hay vậy. Không biết nó đi đâu từ sáng giờ không thấy. Sắp mưa lớn mà còn chưa về nữa. Ba nói kìa. Nhưng ba đi đâu ta? Trời sắp mưa rồi. Ba ngươi á, đây nè. Trời ơi, ba lì ghê luôn. Sắp mưa rồi mà không chịu về nữa. Phải đi kiếm nó về ngay, trước mưa mới được. Còn với cái, trời ơi, gió lớn như vậy mà bà phải đi tìm ba. Thiệt là hết nói với ba mà. Bà nó té rồi kìa. Giờ ba ở đâu còn không biết nữa. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Cái thằng quỷ sứ. Con đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi với mấy đứa bạn chứ đi đâu. Hết nói nổi mà. Bà nó giận rồi kìa. Thôi được rồi, con hiểu là được rồi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, con đi liền. À, mẹ đợi con tí. Cảm ơn Gương nhiều nha. Mình sẽ ngoan ngoãn xin phép ba mẹ trước khi đi chơi. Mình hứa đó. Được rồi, cố lên. Trời sắp mưa rồi đó. Mai rồi đi con. Lại nữa rồi. Mưa gì mà mưa hoài à. Không đi đâu chơi được hết. Chán quá đây ông mùa hè ơi. Chuyện gì? Hả? Ông là ai? Sao vào nhà con? Ta là thần mùa hè. Đang bay đông chơi thì nghe con la lối, nên ta mới xuống xem sao. Thật hả? Ông ơi, ông làm trời hết mưa được không ông? Sao vậy? Mưa mát mà con. Con chỉ muốn đi chơi thôi. Mà trời mưa hoài như vậy, con không đi chơi được gì hết á. Ở nhà hoài chán lắm. Cũng có lý. Mùa hè mấy đứa được nghỉ học mà lại không được đi chơi thì quá uổng phí. Đúng rồi đó ông. Ông mau làm hết mưa đi. Được thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều hậu quả lắm đó. Không sao đâu ông, chỉ là không mưa thôi mà. Hay quá, đi chơi thôi. Đã một tháng nay không mưa, tình hình mùa màng đang bị hạn hán, giá nông sản sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới. Nắng nóng quá trời mà không chịu mưa. Sao ai cũng chán vậy ta? Thôi, mình đi chơi đi. Phải ngươi không? Người nói ông thần mùa hè không cho mưa nữa đúng không? Dạ, đúng. Nhưng ông là ai? Ta là thần đông. Vì ngươi mà ông thần mùa hè không cho mưa nữa. Sao mày nghiêm trọng vậy được? Đây, thấy chưa? Thấy hậu quả chưa? Trời ơi,
ra nông nổi này luôn rồi sao? Sao họ khóc vậy ông? Còn hỏi nữa sao? Chính người mong muốn không có mưa để đi chơi, giờ thì không mưa cả tháng, ruộng vườn đến sông suối đều khô hạn. Bao gọi mưa về cho ta, đồ ích kỷ. Con hiểu rồi, con sẽ nhờ thần mùa hè ngay. Con biết sợ rồi sao? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi ông thần nông, xin lỗi ông thần mùa hè. Con sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Con nên nhớ, có nắng thì phải có mưa, không thể đảo lộn quy luật tự nhiên theo ý muốn được, vì sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Dạ, con hứa là con sẽ không làm như vậy nữa. Rồi, mưa đây. Hè mà có mưa mới đúng chứ. Ba ơi ba, có chuyện gì mà chạy dữ vậy con? Cũng bữa hẹn con chiều nay chơi đấu vật mà bạn đó mập như vậy, con sợ thua với bạn đó mất. Như vậy thì sẽ mất mặt với tay to lắm. Mà giúp con nha. Trời, nhưng mà tại sao tự nhiên hai đứa lại hẹn đấu vật vậy? Bạn đó cứ khoe bạn đó khỏe, rồi còn khoét lát cái tai to nữa. Con không tin bạn đó nói thật, rồi bạn thách con đấu vật đó mà. Chà chà, ba thì không có ủng hộ việc này đâu nghe. Nhưng mà ba sẽ giúp con, không bị bạn giật te tua. Hay quá, có cái gì mà làm con mạnh hơn hả ba? Không phải đâu, cái này nó chỉ giúp cho con có sức khỏe bằng với bụng bự thôi. Hả, là sao hả ba? Con có thấy khi đấu vật, người ta chia ra nhiều hạng cân không? Đó là do người ta muốn có sự công bằng, con và bụng bự. Ồ, hay quá, con cảm ơn ba nha. Nhưng mà con phải nhớ, sau khi cân bằng, con chỉ được dùng sức một lần thôi. Nếu muốn cân bằng lại, con phải bấm cái nút này lại đó nghe. Dạ, con biết rồi. Nè, mang theo cái gì vậy? Tính ăn gian hả? Mình mà còn ăn gian bạn hả? Đây là cái máy giúp cho mình và bạn, ngang tài ngang sức đó. Nhưng sao phải sử dụng nó vậy đó? Bụng bự mập như vậy, nặng hơn mình, đấu vật với mình thì làm sao công bằng được. Phải dùng cái máy này để cân bằng hai bên đó. Tưởng gì, dù sao á mình cũng thắng bạn thôi. Được rồi, hai bạn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Hôm nay đớp thiệt là lợi hại, ngang tài ngang sức với bụng bự luôn. Sao hả? Bụng bự đã biết sự lợi hại của mình chưa? Bạn hay lắm, nhưng mà cứ như vậy á, chúng ta sẽ không phân thắng bại được đâu. Con trai á là phải rõ ràng, mai tụi mình đấu tiếp. Trời ơi, lại nữa hả? Bây giờ có dùng tấm thảm này cũng đâu có phân thắng bại được. Làm sao thắng bụng bự bây giờ? À, mình có cách rồi. Nếu mình ngang sức với Châu, vậy là mình có thể mạnh hơn cả bụng bự rồi. Bạn Châu ơi, bạn bấm vào cái nút này đi. Có chuyện gì hả Đôm? Chuyện gì vậy nè? Cảm ơn Châu nha, mình đây đây. Cứu mình với, cứu mình với, Đôm ơi. Mày dù có sao không? Mình giúp té rồi bị cục đá này rớt từ đâu xuống, đè chân mất rồi. Đến giúp mình với. Chết mình rồi, nếu mình dùng sức lấy cục đá này ra thì sẽ mất đi sức mạnh của Châu. Mà không được, không thể để mặt chuột được. Cảm ơn, cảm ơn Đốm nhiều lắm. Thôi, mình có việc phải đi rồi, mình đi đây. Không cần phải đi nữa đâu. Ủa, ta bụng bự sao lại ở đây? Bạn đã sử dụng sức mạnh có được để làm điều tốt, tụi mình thấy hết rồi. Không có nên thi thố, hơn thua với bạn như vậy, ai khỏe hơn á cũng không quan trọng đâu. Quan trọng á là mình biết sử dụng nó cho việc tốt. Mình cũng xin lỗi vì mém gian lận. Chịu thua đi, lần này ngươi không thắng được ta đâu. Mơ tiếp đi. Kết quả lần này là ta sẽ thắng. Cảnh báo, cảnh báo.
phi thuyền ống đặng, phải đáp gấp. Phi thuyền ống đặng, phải đáp gấp. Ba, ba ơi, có hai con ngựa đang tiến tới chỗ mình kìa. Ý trời ơi, đứng đi con, còn đứng đó nữa. Ôi cha, xem chút nữa là tiêu tùng rồi. Tại ngươi đó. Xem lại mình đi, tại ngươi thì có. Có chuyện gì vậy hai cậu trẻ? Oh, chào anh trai, xin giới thiệu, tôi là tay đua phi thuyền số 1 vũ trụ. Còn đây là người muốn làm địch thủ của tôi. Anh thông cảm đi, tên này da đập đầu quá mạnh nên đầu có vấn đề rồi. Tôi mới là tay đua số 1 vũ trụ. Thôi, tôi hiểu rồi. Hai cậu đang cạnh tranh vị trí số 1 chứ gì. Vậy thì phi thuyền vũ trụ vẫn cần phải sửa chữa để đua tiếp chứ. Đúng rồi đó anh trai, sửa nhanh để đua nữa chứ. Trên hành tinh này có chỗ nào sửa không anh? Kéo về sửa của tôi đi, tôi cũng rành mấy cái máy móc này lắm ha. Ba ơi, có cơm rồi. Để ba làm cho xong, sáng mai hai người đó còn đua nữa con. Ồ, vậy để con phụ ba nha. Tranh thủ phá phi thuyền của tên kia một tí, để hắn khỏi làm phách nữa. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi sửa chữa. Khi đạt giải nhất, chắc chắn tôi sẽ chia giải thưởng với anh. Anh khỏi chờ cái tên này nha, vì giải thưởng quán quân là của tôi chắc rồi. Bây giờ tụi tôi đi nha. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng là hôm qua mình phá cái mỗi phi thuyền của hắn thôi mà. Thì ra tối qua ngươi cũng mò qua phá phi thuyền của ta hả? Cả hai cậu tối hôm qua hai phiên nhau phá hỏng phi thuyền của người kia đúng không? Rồi bây giờ còn đổ thừa cho nhau nữa hả? Ganh đua là cơ sở để tiến bộ, nhưng phải ganh đua lành mạnh. Chứ nếu không thì cả hai đều dậm chân tại chỗ vì những cái trò xấu của mình. Có khi bây giờ đã có người khác về đích trước rồi. Hai cái phi thuyền này tự sửa đi, tôi không sửa nữa đâu. Mai mốt cạnh tranh trên đường đua thôi ha. Ê, nhìn kìa, ông mặt trăng cũng ngủ gục giống mình trong lớp nữa kìa đó. Mắc cười ghê. Thì buổi tối ai cũng buồn ngủ chứ bộ. Hơn nữa, ông mặt trăng làm việc quanh năm thì mệt cũng là bình thường thôi. Mà ông mặt trời á, mình thấy còn chiếu sáng cho muôn loài nè, mang sự sống tới cho mọi vật được. Chứ ông mặt trăng thì có làm gì buổi tối đâu, toàn ngủ khò khò không à. Được rồi, từ ngày mai ta nghỉ đi du lịch luôn cho biết. Chết rồi, mình nói vậy ông mặt trăng cũng nghe được hả? Chả biết được, mà chắc không sao đâu. Mặt trời quan trọng hơn, chứ mặt trăng thì có cũng được, không có cũng được mà. À, ông trăng đi thiệt rồi kìa. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Tin mới nhận, thủy triều bỗng nhiên dâng cao vào giữa trưa. Nhiều du khách tắm biển không đề phòng đã bị cuốn vào dòng nước. Trời ơi, tình hình tệ quá. Có cách nào khắc phục không hả ba nó? Thủy triều lên xuống là nhờ có lực hút của mặt trăng. Bây giờ mặt trăng biến mất tiêu thì thiên tài khoa học cũng bó tay thôi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Thấy chưa, mình đã nói mà. Ai biểu mấy bạn chọc ông trăng làm gì? Thì mình đâu có ngờ là ông trăng lại quan trọng như vậy đâu. Thôi, đừng cãi nữa. Tụi mình làm sai nên bây giờ mới đi sửa sai nè. Điều quan trọng nhất bây giờ là đi xin lỗi ông trăng, chứ không phải cãi lộn đâu. À, đúng nói có lý á. Đúng, có chân kìa. Xong rồi, không kịp né rồi, thì thật đau quá. Mấy đứa có sao không? Ồ, một chiêu đánh tan thiên thạch của ông mặt trăng đây sao? Ngầu ghê. Cũng bình thường thôi, cao thủ ẩn mình mà. Ông mặt trăng ơi, tụi con xin lỗi vì đã nói về ông không tốt. Tụi con không ngờ ông là quan trọng đến cuộc sống như vậy. Ta biết trách nhiệm của mình mà. Mặt trăng rất quan trọng đối với trái đất. Nếu không còn mặt trăng nữa thì trái đất sẽ mất ổn định, hàng loạt núi lửa sẽ hoạt động và động đất thường xuyên xảy ra. Trời, nguy hiểm quá. Chưa hết đâu,
mất đi mặt trăng thì trục trái đất sẽ bị đảo lộn. Mỗi ngày trên trái đất chỉ còn 6-8 tiếng mà thôi. Các mùa xuân, hạ, thu, đông cũng biến mất luôn. Hả? Nhưng mấy cháu đừng có lo, vì ta sẽ không bỏ rơi trái đất đâu. Còn bây giờ thì cùng về nha. Mẹ mẹ, đứng lại đó, đứng lại đó. Hả? Chuyện gì vậy? Có một con quái thú đang bám vào người mẹ. Mẹ còn bắt nó. Lại chơi game nữa hả? Đớp, đứng lại đó. Đớp. Mẹ mình cấm mình chơi game này rồi. Cấm thôi hả? Mẹ mình còn lấy chỗ lông gà ruột mình kìa. Ê Đớp, hay là chúng ta nâng cấp game này lên đi. Nâng cấp sao hả? Chúng ta đem bọn quái thú này ra ngoài luôn. Khi đó thì chúng ta sẽ săn đã hơn nhiều. Đem quái thú ra ngoài? Đúng vậy. Bắt người nè, lại trả. Chết nè, ta phải thu phục người. À, cái gì vậy đây một bự? Con bị ma nhập hả? Con quái thú này thiệt là lợi hại. Trốn đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Con tìm cái gì vậy đó? Cuối cùng người ta cũng tìm được ngươi. Xem con trốn đi đâu. Trời đất ơi, nó dám kêu ba bằng ngươi luôn. Hãy xem cái thông kỳ của ta. Thu phục ngươi đây. Trời, nó bị tẩu hóa nhập ma rồi. Hai thằng nhóc này bị sao mà cứ như là ma nhập vậy hả anh? Hai đứa này thiệt là quá lắm rồi. Là sao hả anh? Hai đứa nó chế tạo ra cái kính ảo giác để mang quái thú trong game ra ngoài, nên nó nhìn thấy chúng ta đều bị ảo giác là quái thú mà nó cần săn đó. Ba ơi, bắt quái thú phụ con ba ơi. Mẹ ơi, con đói bụng quá. Làm sao cứu tụi nó bây giờ hả anh? Đúng là game săn thú, thật là đáng sợ. Xém chút nữa là mình đánh trúng ba mình rồi. Mình cũng vậy, mình thề là mình sẽ bỏ game này luôn. Hai đứa mê game bỏ học, giờ lo tập thể dục cho khỏe tinh thần, xong rồi chép bài và học bài thêm đi. Dạ. Bỏ game, bỏ game, bỏ game. Xì hơi gì chứ, cái này gọi là đánh rắm. Ai thả bom kỳ vậy ta? Bụng bự, có chuyện gì mà nhìn bạn buồn vậy? Ừ, bạn bè phải chia sẻ với nhau chứ. Ừ, thiệt ra thì hồi nãy ở lớp học á, mình là người thả bom á. Là sao? Tại mấy hôm nay mình ăn nhiều khoai lang quá, thả bom liên tục mà. Cách vài phút là... Tay to, chạy! Mùi thả bom nữa kìa! Sao nói bạn bè là phải chia sẻ với nhau mà? Sao bỏ chạy hết trơn vậy? Xin lỗi bạn, chuyện này không thể chia sẻ được. Mình nghĩ phải đi khám bác sĩ thôi, chuyện này phức tạp. Đớp, chạy thôi kìa, mùi bự tiếp tục thả bom. Không mới đi học về. Hôm nay ở trường có chuyện gì mà vui lắm hay sao mà con cứ cười hoài vậy đốm? Dạ, hôm nay vui lắm ba. Bụng bự, liên tục thả bom rồi các bạn ai cũng bỏ chạy. Cái gì? Ai thả bom?
Có ai bị gì không con? Dạ không, ba mẹ được hoảng hốt. Không phải bông thiệt, mà là bông nguyên tử. Hả? Bông thối đó, là đánh rắm, xì hơi á. Vậy mà làm mẹ hết hồn à. Chuyện vậy mà con vui lắm hả? Dạ vui chứ. Vừa mừng bực không chỉ thả một lần, mà liên tục luôn. Đánh rắm là tốt con à, chứng tỏ là hệ tiêu hóa của bạn con rất là tốt. Nó thực chất là hoạt động sinh lý tự nhiên của con người để đẩy những khí dư thừa trong cơ quan tiêu hóa ra bên ngoài, nhằm giải thoát cho cơ thể khỏi một số chứng bệnh liên quan. Vậy hả mẹ? Vậy mà con rất là to, còn kêu bạn ấy đi khám bác sĩ á. Chuyện này không có đáng lo con à, ai cũng nhiều lần đánh rắm mà. Chào các bạn. Sao các bạn? Tại các bạn sợ bụng bự thả bơm thối đó. Chính là hai bạn đi nói cho các bạn biết á hả? Mình đã tin tưởng hai bạn mới chia sẻ bí mật mà hai bạn lại. Hôm qua mình mới được nghe ba mẹ giải thích đó. Đánh rắm là sinh lý bình thường thôi. Tụi mình là bụng bự bị tổn thương rồi. Mình làm sai rồi đó mà. Giữ bí mật cho người khác là một việc rất quan trọng. Wow, sắp được vô băng đăng chơi rồi. Mình sẽ làm một con người tuyết thật to luôn. Bà ở ngoài chờ, mấy đứa chờ nhớ canh giờ về đó nha. Dạ. Thành được người tuyết rồi. Bây giờ phải gắn mắt, mũi, miệng vô nữa là xong. Đừng quên gắn tay nữa. Yeah. Bạn không đắp người tuyết hả Đốm? Lúc nãy bạn nói đắp con bự lắm mà. Hay là Đốm nhắm đắp không lại tụi mình nên bỏ luôn rồi. Tại mình không thích đắp thôi. Chứ muốn mình làm được cái ào xuống liền à. Được không đó, gần tới giờ ba Đốm ngước rồi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ, coi mình nè. Xong phần thân rồi. Ê, sao mấy bạn trang gian vậy? Người tuyết phải có ba cục tuyết, bạn thiếu một cục ở giữa rồi kìa. Xong hai cái tay, người tuyết của mình muốn đắp sao cũng được chứ bộ. Xong. Người tuyết của bạn không có mũi hả? Thôi kệ đi, đến giờ về rồi kìa. Ngươi đắp người tuyết mà cẩu thả, thiếu thân, thiếu mũi, làm ta bị chúng bạn chê cười. Cậu có biết hay không? Nhưng mà con nghĩ đắp người tuyết là chỉ chơi thôi mà. Làm chuyện gì dù chơi hay thật thì cũng phải làm cho tới, thật chu toàn. Nếu cứ bỏ giữa chừng thì sau này lớn lên mọi thành quả của con cũng đều qua loa, hỏng hóc vì đã quen bỏ ngang, không làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, con biết lỗi rồi, con sẽ đền bù cho ông. La 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 la. Nhớ giữ chắc dây nha bụng bự. Mấy bạn có nghe thấy tiếng động gì lạ ở đằng sau dãy núi gần khu mình không? Có. Hôm bữa mẹ mình chở mình đi mua bánh ngang qua, có tiếng u u lạ lắm á. Hôm qua mình xem TV, nói hình như là phát ra từ hang động sau dãy núi đó. Hình như họ sắp cử đội thám hiểm xuống đó điều tra rồi. Bạn muốn thám hiểm thử chứ không Đốm? Được đó. Mấy ông con trai lại phá nó rồi.
Tối om à, không có thấy gì hết á. An toàn rồi, xuống đi bụng bự. Chà, dưới này rộng ghê, tay to nhớ coi chừng ở trên giùm tụi mình nha. Ok, nhớ cẩn thận nha. Đi thôi bụng bự, hành trình thám hiểm hang động bắt đầu. Công nhận dưới này ghê thiệt, tối hù à, không biết có con gì dưới này không nữa. Hình như có cái gì đang bay tới á. Con dơi, bạn bình tĩnh đi. Loài dơi phát ra sóng siêu âm khi bay nên không có đụng trúng mình đâu. Đừng chống cự nữa bé cá voi à. Ai? Bên kia, dừng lại. Ngươi nằm mơ hả? Loài cá voi này luôn bay theo bầy, vất vả lắm mới tách lẻ được một con. Im lặng cho ta tập trung bắt đi. Nếu mà không dừng lại, ta sẽ báo công an đó. Ở dưới hang động này, ngươi đào đâu ra công an cho ngươi gọi? Phải chi, lúc nãy mình đi với người lớn thì đã tóm gọn tên này nãy giờ rồi. Cái gì? Bạn hút gì ít núi đi. Ê, trời ơi, núi đè. Chết rồi, bây giờ làm sao biết đường nào ra đây? À, mình biết rồi, cứ bay theo bầy dơi đằng kia, chúng thoát ra sóng siêu âm nên chắc chắn sẽ biết đường ra. Nhờ sự bình tĩnh, gan dạ, phán đoán tình huống tốt của các bạn mà bọn mình mới thoát ra được đó. Nguy hiểm quá, mai mốt đi thám hiểm thì đi chung với người lớn nha chắc. Đúng rồi đó, từ nay mình xin nghỉ đi thám hiểm kiểu này, đi đâu có người lớn cũng an toàn hơn. Chắc là cười bởi bụt chết quá. Bộ đáng cười lắm hay sao mà cười hoài vậy? Đom nhìn lại đi, Đom viết chữ xấu đến nỗi mình không đọc được chữ nào luôn á. Hỏi sao cô không cho bạn học dịch được chứ? Sao ở đây lại có cái hang vậy? Làm sao mình lên trên đó được đây? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ai không dạ? Không có ai hết. Làm sao mình lên trên đó được chứ? Không lẽ ngụm cô tỏi ở đây luôn sao? À, chim nhỏ! May quá! Cứu mình với chim nhỏ! Hay là em bay về gọi ba mình ra đây giúp đi. Em không nói được hả? Thôi, lo xui vậy trời. Ý em kêu anh viết thư cho ba anh đó hả? Cái thằng đốm này, đi học không chịu về nhà. Lần này nhất định bác sẽ cho nó ăn đòn mới được. Chắc bạn ấy bị không điểm tập hàng chữ nên bạn ấy sợ bác la. Hình như chim nhỏ ngậm tờ giấy gì phải. Ê, ai vẽ bùa cái gì mà bắt đọc không được vậy ta? Ê, cái con chim này kỳ cục nghe. Ý bé ơi, hình như là chữ của đốm á. Cái gì? Đốm hả? Không lẽ nó gặp chuyện? Đi 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 đi, nhanh lên con. Con viết chữ xấu quá, ba đọc không được luôn.
Cũng may là bụng bự nó thông minh, nếu không là con ở dưới hang này luôn rồi đó. Mai mốt con sẽ rèn chiêu cẩn thận. Cảm ơn bạn nghe bụng bự. Cảm ơn chim nhỏ. Hay là bạn viết thư cảm ơn mình đi. Chắc là cười bởi bụt chết quá. Bộ đáng cười lắm, đi sao mà cười hoài vậy? Đâm nhìn lại đi. Đâm viết chữ xấu đến nỗi mình không đọc được chữ nào luôn á. Hỏi sao cô không cho bạn học dịch được chứ? Mình viết hơi ổng một chút thôi, cũng đâu đến nỗi mà có gì quan trọng đâu. Nếu đớm không rèn chữ, viết chữ xấu như vậy nữa thì bạn sẽ bị ăn học dịch nữa. Ghét, không thèm chơi bụng bự nữa. Mình nói thiệt thôi mà. Viết chữ xấu một chút có sao đâu, ai cũng làm như ghê gớm lắm vậy á. Đau quá. Ủa, đây là đâu vậy ta? Sao ở đây lại có cái hang vậy? Làm sao mình lên trên đó được đây? Có ai không? Cứu tôi với! Không có ai hết. Làm sao mà lên trên đó được chứ? Không lẽ ngụm cô tỏi ở đây luôn sao? À, chim nhỏ, may quá. Cứu mình với chim nhỏ. À, hay là em bay về gọi ba mình ra đây giúp đi. Em không nói được hả? Thôi, lo xui quá vậy trời. Ý em kêu anh viết thư cho ba anh đó hả? Cái thằng đốm này, đi học không chịu về nhà. Lần này nhất định bác sẽ cho nó ăn đòn mới được. Chắc bạn ấy bị không điểm tập rèn chữ, nên bạn ấy sợ bác la. Hình như chim nhỏ ngậm tờ giấy gì phải. Ai vẽ bùa cái gì mà bắt đọc không được vậy ta? Cái con chim này kỳ cục nghe. Ý, bác ơi, hình như là chữ của đốm á. Cái gì? Đốm hả? Không lẽ nó gặp chuyện? Đi 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 đi, nhanh lên con. Con viết chữ xấu quá, bà đọc không được luôn. Cũng may là bụng bự nó thông minh, nếu không là con ở dưới hang này luôn rồi đó. Mai mốt con sẽ rèn chiêu cẩn thận. Cảm ơn bạn nghe bụng bự. Cảm ơn chim nhỏ. Hay là bạn viết thư cảm ơn mình đi. Tới lượt mình hát nha. Đớm, hình như có điện thoại đổ chuông kìa đớm. Chào cậu bé, ta đang giữ cha của ngươi trong tay. Muốn cứu cha ngươi, hãy đi đến vách núi ở khu rừng u ám. Nhớ là không nói cho ai biết, nếu không ta sẽ giết cha ngươi. Ngươi là ai? Sao bắt ba ta? Hả? Sao bây giờ hả đớm? Thì phải đi cứu ba mình thôi. Hay mình gọi cho cảnh sát đi. Không được, không nghe hắn nói sao? Nếu báo cảnh sát, hắn sẽ giết ba mình á. Làm sao bây giờ hả đớm? Tay tao ở nhà xem chúng có liên lạc gì không thì báo cho mình biết. Còn bụng bự đi theo giúp mình. Lần này mình sẽ cho chúng một bài học. Sao mình thấy lo lo sao đó? Lo cái gì chứ? Có khi nào chúng ta bị gạt không hả đớm? Đâu vậy? Chào mừng hai người đã đến với vương quốc của những đứa trẻ sắp bị lên dĩa. Trời, cái vương quốc gì mà nghe tên nhầy quặn vậy? Nghĩa là chúng ta sắp bị quay nướng, chiên xào đó. Cái gì? Là bắt cóc con nít đó hả?
Đúng như vậy. Thì ngươi gạt ra đứa ta. Đúng vậy. Giờ thì các ngươi hãy chờ nạp mạng cho ta. Dừng lại. Yeah, hoan hô, đúng rồi. Thì ra là ông già đốm. Ông tưởng ta không còn vũ khí à? Hãy xem khắc phục của ta đây. Umbala, tâm sao hãy tám la 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 la. Khắc phục hả? Làm gì hả bác ơi? Để cho ta. Umbala, umbala, đứng lại. Trời ơi, sao hắn đứng yên vậy? Đây là thuốc ba mới nghiên cứu xong. Cũng may á là bác với tay to tới kịp. Nếu mà không chắc tụi con bị hắn gì nước mắm rồi. Đây là một bài học cho tụi con đó. Không được nghe lời người lạ, gạt đi đến bất cứ nơi đâu hết. Người lạ yêu cầu làm cái gì thì phải báo cho ba mẹ hoặc là ông bà biết, nghe chưa? Tại con lo cho ba. Ba biết là đốm thương ba, nhưng con nhớ những điều ba dặn nghe chưa? Dạ, con hứa với ba. Con cũng hứa luôn, chứ con sợ quá hả, xém tè ra quần luôn rồi. Thuyết phục được các hành tinh khác không xả rác làm ô nhiễm vũ trụ thì hành tinh của chúng ta sẽ mát mẻ lại phải không ba? Đúng vậy đó con trai. Vậy tụi con sẽ làm gì hả bác? Hai đứa chỉ cần ngồi yên, đừng có làm cái gì hết là đã giúp bác rồi. Vậy mà ba gọi con và Bụng Bự đi cùng ba. Thì tại vì hôm nay không có ai ở nhà hết, ba sợ hai đứa ở nhà lại quậy nát nhà nữa. Không dám đâu, hai đứa con là ngoan nhất hành tinh đó, biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Dạ đúng đó bác, hai đứa con là những đứa trẻ siêu siêu ngoan luôn á. Vậy thì phải để xem thế nào đã ha. Chuyện gì vậy bác? Như là động cơ có vấn đề. Có lẽ chúng ta đi vào vùng ô nhiễm của vũ trụ. Phía trước chắc chắn sẽ có nhiều bụi và thiên thạch bay lung tung cho mà coi. Chắc cái đám thiên thạch điểm này mới được. Con xin lỗi ba. Ba có sao không ba? Ba không sao đâu. Trời ơi. Con xin lỗi bác. Bác sao rồi? Không sao. Bác chỉ bị gãy cái chân thôi. Hả? Con xin lỗi bác. Chúng ta chỉ cần đi thẳng về phía trước một đoạn nữa là đến được xe bay của chúng ta thôi. Bạn có thể đi nhanh hơn không vậy? Tại bạn đi quá nhanh, đi như vậy sẽ mất sức á. Bạn lúc nào cũng chậm như rùa. Bạn nói cái gì? Sao bạn lúc nào cũng chơi mình vậy? Không thèm khiên nữa. Hai đứa làm cái gì vậy? Con xin lỗi bác. Bạn có sao không? Hai đứa cứ như thế này hoài thì làm sao chúng ta có thể đi tiếp được? Phải biết nhường nhịn nhau chứ. Tại bạn á. Tại đó mới thì có. Thôi được rồi, ta đã có cách rồi. Umbala, dính lại. Bây giờ cả hai đứa dính lại với nhau rồi. Để coi, nếu mà còn cãi nhau nữa thì có đi được không? Bên này. Bên này. Bên này. Sao? Nếu mà tụi con cứ như vậy hoài, chúng ta sẽ không đến được hội nghị để chống ô nhiễm đâu. Dạ, con biết lỗi rồi. Chúng ta còn đến hội nghị. Đúng vậy, chúng ta còn phải nói với mọi người là không được xả rác bừa bãi nữa. Vậy thì lên đường thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình nên ngủ một giấc lấy sức thôi. Có chuyện gì vậy nè? Có chuyện gì?
trái đất vậy ta? Đúng, con mau trở về đây lẹ lên cho ba. Dạ, con về liền. May cho mày đi nhé. Gọi con, có chuyện gì không ba? Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, cứu trái đất đi. Nó không trái đất thì nổ tung á. Bây giờ con hãy nói cho bà biết tại sao con lại được theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ con, nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ là con sai, xin lỗi ba. Từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa, con hứa. Thiệt đó đến viên ngọc đẹp bá cháy luôn, chắc bán được nhiều tiền lắm á. Kỳ lạ thiệt nha, qua tìm nãy giờ mà vẫn chưa tìm ra đây là cái loại ngọc gì. Chắc là nó hiếm lắm á, có 102 luôn đó nha. Là khi ta nhớ là quăng nó ở đây mà. Thời gian không còn nhiều nữa, bọn cơm sắp kéo tới đây rồi. Xin hỏi, ông tìm ai? Cho ta hỏi, cháu có vô tình nhặt được một cái túi màu đỏ, ở trong có một viên ngọc màu xanh lam à? Dạ có, hồi nãy cháu có nhặt được, để cháu kể cho ông. Bún bự, dừng lại. Đó là viên ngọc thời gian bị mất cấp, cảnh sát đang truy lùng hung thủ khắp nơi đó con. Hả? Dạ rất có thể đây chính là hung thủ. Đúng vậy, đó là viên ngọc có thể cho người dùng đi tới tương lai hoặc là trở về quá khứ. Ủa con ta ra, ta cần nó để đi tới tương lai coi trước kịch bản giải số rồi quay về mua để làm tỷ phú. Mau đưa viên ngọc cho ta. Thời gian quay ngược lại sáng nay. Đi tìm, giơ hai tay lên trời. Bỏ đỏ, ngươi đã bị bắt. Trời ơi, bị tóm tận cổ rồi. Bụng bự hay ghê, dùng viên ngọc đã quay ngược lại thời gian, khống chế tên bò trước khi hắn kịp ra tay. Các cháu giỏi lắm. Khi nhặt được đồ lạ thì không nên dùng lung tung hay đưa cho người lạ, phải trình báo người lớn hoặc nộp cho công an nha. Đúng rồi đó con.
trốn tìm không gian nha các bạn. Là sao hả Đơm? Có vậy mà cũng không biết nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ lái xe bay trốn với các vì sao. Bụng bự quả là thông minh nhất hành tinh luôn. Yeah. Rồi, 1, 2, 3. Đơm thôi. Vậy mình trốn thôi. 5, 10, 15, 20, 15. Trốn vậy là đớp hết đêm được rồi. Bảo đảm á là đớm không tìm ra. Chính là... Ngon quá. Ê, đừng ăn mà. Sao vậy đó? Ba mình nói cháy lạ, mình không biết thì đừng có ăn, còn chừng có độc đó. Ba bạn lo xa quá. Trái này vừa thơm vừa ngọt nữa. Sao bạn ăn vậy? Nhưng bạn cũng chưa rửa sạch đã ăn, còn không gọt vỏ, lỡ người ta xịt thuốc hay ngâm thuốc thì sao? Bụng bự tỉnh rồi hả? Chuẩn bị làm sao rồi hả bác? Con ăn phải trái cây có độc cho nên con mới bị như vậy. Nhưng mà con yên tâm đi, bác đã bào chế được thuốc giải cho con rồi, hai hôm nữa sẽ hết thôi. Dạ, con cảm ơn bác. Nhớ là sau này thấy trái gì hay là cây gì lạ chưa từng ăn thì phải hỏi người lớn rồi mới được ăn nghe chưa. Chưa biết rõ nguồn gốc của nó ăn rất là nguy hiểm đó con. Chưa kể là bà ấy còn không chịu rửa nữa đó bác. Dạ. Ê, con tham ăn, con hối hận lắm rồi. Bắp tới rồi, bắp tới rồi. Nồi mình nặng như cái lu vậy. Trời ơi, đau lưng quá. Bưng nặng như vậy phải để bụng bự bưng mới đúng á. Thôi, phàn nàn ngoài, mình đem bắp tới rồi nè. Sắp được đổ bắp rang ăn rồi. Ê Đơm, Đơm, lại đây coi nó ghi cái gì nè. Lạ lắm. Hàng cam su dung. Là sao? Ghi gì mà không có dấu? Khó đọc quá trời luôn á. Chắc là hàng cam sử dụng, tức là hàng này là sản xuất từ Campuchia đó. Có lý. Hồi trước ba mình có từng qua Campuchia chơi đó. Có khi nào là hàng cấm sử dụng không ta? Thôi kệ, nổ bắp rang ăn đi. Hàng nước nào cũng vậy à. Thấy mấy cà bắp bụng bự làm việc hiệu quả không? Trời ơi, làm gì vậy? Tuyệt chiêu hay đó. Mấy cà bắp bụng bự, thêm bơ vô đi. Yêu ơi, hai ông con trai ở giờ thì uống. Ở giờ sống lâu mà, đúng không đó? Chín chưa, chín chưa? Bắp nổ chưa? Đợi xíu đi, gần nổ rồi. Bắp nổ rồi, chuẩn bị ăn được rồi. Mọi người mau trốn đi. Chúng ta là liên minh bắp rang, chúng ta được sinh ra để thống trị loài người. Liên minh bắp rang thống trị loài người, có ăn được không? Ăn cái đầu bạn á. Xông lên anh em, chúng nó đòi ăn cả chúng ta kìa. Tấn công. Chạy rồi.
Ui da, ui da, nóng 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 nóng. Chạy đi. Mấy bạn có sao không? Bị bắn ra quá trời luôn. Ráng đợi chút là hết đau à. Mình hết đau rồi nè. Trời ơi, mấy bạn nhìn kìa. Chúng nó chiếm nhà đốm luôn rồi. Ta tuyên bố chiếm lấy ngôi nhà này làm căn cứ là bàn đạp đầu tiên để chiếm lấy thế giới. Tiểu rồi, nhà bị chiếm rồi. Một lát ba mẹ và ông biết nói sao luôn á. Vậy dùng chữ trên nồi là hàng cấm sử dụng đó. Ha, có lý có lý. Nhưng mà chúng ta cũng phải giành lại nhà từ tay bọn chúng. Được lắm. Kế hoạch là chúng ta sẽ loại từng tên một, không cho chúng có cơ hội hợp tác với nhau. Bánh mì gạt còn phát mặt ong nữa chứ. Thành công rồi. Các bạn nhớ đừng làm chuyện này ở nhà nha. Cực kỳ nguy hiểm luôn đó. Xong một tên, còn bốn tên nữa. Được, thừa thắng xông lên. Lần này là ba chọi ba, chúng ta sẽ tấn công chính diện luôn. Bọn liên minh bắp rang kia, đầu hàng đi. Bọn ta này giữ đồng bọn với các ngươi. Đúng rồi, nếu các ngươi không đầu hàng, ta ăn hết hai tên này luôn đó. Bạo lực quá. Nhưng mà bạn ta làm thiệt đó. Nhìn cái bụng là biết rồi. Trời ơi, các ngươi to gan lắm, dám đe dọa cái liên minh bắp rang này à. Anh em đâu, tấn công. Bộ tưởng bọn ta tay không bắt giặc hả? Không chuẩn bị gì mà bước vào đây sao? Bụng bự tay to, xuống nước tiến lên. Khống chế được các ngươi rồi. Không, sao các ngươi dám tấn công anh em của ta? Đây là hình dạng cuối cùng của ta. Liên minh nhập làm một. Chiều này của các ngươi chỉ tắm mát cho ta thôi. Chết rồi, nước không có tác dụng với hắn nữa. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Thôi xong rồi, kỳ này tiêu chắc. Có chết mình cũng phải cạp tụi này một miếng. Thả ra, thả tay ta ra. Có cách rồi. Thả ra. Ủa mỡ, đẩy hắn vào đây nè. Cuối cùng cũng bắt được hắn rồi. Hắn bị thu nhỏ trở lại thành hạt bắp rồi. Yeah, thành công rồi.
Trời ơi, chuyện gì vậy Đốm? Dạ, tụi con... Để nhà cho liên minh quậy phá như mấy đứa là không ổn. Dọn dẹp nhà ngay. Cá nhiều quá ha Bụng Bự. Ờ, hôm nay mình có canh chua cá rồi. Hai bạn câu tiếp đi nha. Mình đi ra đây một chút xíu thôi. Đốm đi đâu vậy? Bí mật. Đốm đi đâu mà lâu vậy? Ờ, lâu thiệt. Bạn đi đâu lâu quá vậy? Tụi mình tưởng bạn bị chó sói ăn thịt rồi chứ. Vậy hai bạn có sợ chó sói không? Trời, chó sói cái gì đâu mà sợ. Nó mà ở đây hả, mình sẽ đánh nó một trận te to luôn. Mình cũng sẽ đánh cho chó sói gãy răng luôn. Hai bạn giỏi ghê. Chứ sao? Mà sao giọng bạn lạ vậy? Phải đó. À, chó sói Sao? Sợ rồi à? Thôi Đốm, đừng có dạy chó sói nhát mình nữa. Chó sói thiệt. Tay to, tay yếu rồi. Sao giờ Bụng Bự? Mình cũng biết làm sao nữa. Sao hai người nói là sẽ đánh gãy răng ta mà? Chỉ là nói đùa thôi mà. Hôm nay ta có một bữa ăn thật no say với hai con vật nhát gan này rồi. Tay to nè. Gì hả? Dù sao cũng chết, hay ta lèo đánh nhau với nó đi, biết đâu sẽ thắng nó. Thôi đi, để cho nó ăn thịt đi. Chứ đánh nhau lỡ nó cào rách cả người, chó xấu lắm. Đúng là con gái mà. Để mình nghĩ cách. Sao? Giờ hai đứa nhà ngươi ai muốn chết trước? Nghĩ ra cách gì chưa? À, mình có cách rồi. Ăn thịt ta trước đi. Được lắm, ngươi cũng anh hùng đó. Khoan đã. Sao, sợ chết rồi à? Ta đang phân vân một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn trước khi chết phải làm một chuyện gì có ích. Đừng có đòi hỏi nữa. Chuyện có ích đó là ta muốn giúp ngươi. Giúp ta? Ta là bác sĩ, ta muốn chữa vết sẹo trên mặt của ngươi, để ngươi là con sói vừa khỏe mạnh vừa đẹp trai, đi rình mồi mà không phải bịt mặt như vậy nữa. Ngươi làm được? Tất nhiên rồi. Thôi được, nếu ngươi chữa được vết sẹo đáng ghét trên mặt của ta, ta sẽ tha mạng cho hai ngươi. Nhưng ngươi phải làm theo điều ta dặn. Được, được, làm gì ta cũng đồng ý. Vậy bây giờ ta bắt đầu thôi. Làm liền đi. Nhanh đi, nhanh đi. Ngươi định làm gì ta? Ta sẽ cắt đi vết sẹo của ngươi. Đau lắm. Ngươi yên tâm, với tay nghề của Bụng Bự này thì không hề đau. Thật không? Không tin ngươi cứ hỏi tay to bạn ta xem. Đúng đó, Bụng Bự là một bác sĩ rất giỏi. Chính bạn ấy đã nói cho tay của ta to như thế này đó. Ngươi có thấy đẹp không? Nhưng ta sợ. Thôi được rồi, ta có cách này. Cách gì? Ta sẽ chói ngươi vào gốc cây để cho ngươi khỏi cử động. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ta. Ngươi chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ không sợ gì cả. Được đó, được đó. Để mình giúp. Xong rồi. Tốt lắm. Giờ mình làm gì nữa Bụng Bự? Mau đi, mau đi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ừ, đúng rồi. Ê, hai người đi đâu vậy? Sao không chữa vết sẹo này cho ta? Con chó sói ngu ngốc kia, ngươi đã bị tụi ta lừa rồi. Thì ra hai ngươi gạt ta. Ngươi đúng là con chó sói ngu ngốc mà. Mình về thôi Bụng Bự. Ừ. Ta thoát được sẽ xé xác hai ngươi ra. Hình như chân mình bị vướng gì á. Đâu?
chỉ là sợi dây thôi mà. Ừ. Ý, hình như là sợi dây chó cho sói mà. Hả? Để ta xem, lần này hai ngươi còn trò nào để dở ra hay không. Làm gì bây giờ hả Bụng Bự? Có một cách. Cách gì vậy Bụng Bự? Cháy. 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 Vậy, vậy mà cũng là cách đó hả? Ta sẽ bắt được hai ngươi cho mà xem. Hai bạn làm gì mà chạy dữ vậy? Chó sói đó mày. Chó sói? Chạy đi Đơm. Chó sói rượt. Sao hai bạn lại chạy như vậy? Không chạy như vậy thì chạy làm sao chứ? Đơm có cách sao? Chó sói rượt mình không được chạy như vậy mà phải chạy nhanh hơn. Hả? Ta sẽ bắt được hai ngươi cho mà xem. Mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi. Ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy Bụng Bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa Đếm. Đâu? Viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. Cũng may là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Cái gì? Hả? Ba mẹ ơi, có con mắt khổng lồ ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba. Con mắt khổng lồ kêu nữa. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba?
Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm, rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Và bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah! Ủa, răng cá voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lạ ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Ta là hải tặc bò tót, các người mau vào cùng cái giờ đó cho ta. Mắc cười, mặc đồ hải tặc mà đi thuyền thúng. Kệ ta, thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các người không vào con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các ngươi. Được, vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại. Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cá voi con ở nhà mình đó ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình trả bé cá voi về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không ổn công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây?